Rồi, vậy G là trọng tâm tứ vị kìa nha. Vậy cái gì đúng? Đây là những cái tính chất mà nãy giờ thầy dạy mấy em đó. Giờ vẽ cái này ra thôi. G là trung điểm của EC là đúng. Cái này là đúng. Vẽ tứ diện ra nha. A, B, C, D. Đây em nhìn nè. A, B với C, D. G là trung điểm của EC là đúng nha. Như thầy đã giảng hồi đầu buổi. Đúng không? Hai cạnh đối diện. Tiếp. G là trung điểm của đoạn nối trung điểm AC với BD. AC với BD phải hai cạnh đối diện không? Phải luôn. Cho nên đây là mình đề đúng luôn. G là trung điểm nối đoạn trung điểm của AC AD với BC. AD với BC phải hai cạnh đối diện không? Phải luôn. Cho nên câu C cũng là đúng. Chưa thể xác định được là sai rồi.